Xin chào các bạn thân mến. Có lẽ lâu lắm rồi thì Tuệ An mới có một sự hào hứng khi làm một video như thế này. Bởi vì đây là video đầu tiên trong một chuỗi video mới sắp tới sẽ được phát sóng đều đặn trên kênh YouTube và fanpage của Tuệ An. Số video này có chủ đề đó là Ngày Bình Yên. Với số video này thì Tuệ An sẽ chia sẻ đến các bạn những cái trải nghiệm thực tế trong đời sống của mình. Giống như là mình đi đây đi đó, mình có những cái trải nghiệm này, trải nghiệm kia, có những bài học hay Tuệ An sẽ chia sẻ với các bạn. Và với số video này Tuệ An cũng muốn đến gần hơn với các bạn, giống như là một người bạn bình thường thôi. Để rồi chúng ta có thể thấy những cái đời sống bình thường của nhau, để rồi sẽ có thể truyền cảm hứng đến nhau về một lối sống giản đơn, dễ dàng nhưng cũng đầy hạnh phúc, chứ không phải là một lối sống bon chen rồi có rất nhiều sự đau buồn, sự mâu thuẫn. Vậy thì hãy cùng đến với Tuệ An trong những số video mang tên Ngày Bình Yên nhé. Và Tuệ An hy vọng rằng sau mỗi một video như vậy thì bạn cũng có thêm nhiều cảm hứng để sống một cuộc sống bình yên và ý nghĩa. Ngày hôm nay là số đầu tiên. Và ngày hôm nay thì Tuệ An muốn kể cho các bạn nghe hành trình trải nghiệm của Tuệ An đến với hai quốc gia. Hai quốc gia này là gì thì lát nữa sẽ bật mí cho các bạn. Nhưng đầu tiên thì phải kể cho các bạn qua một chút về bản thân Tuệ An á. Từ trước khi mà Tuệ An lập gia đình, từ năm mà Tuệ An còn mười mấy tuổi thôi, Tuệ An đã là một người rất thích đi và rất thích trải nghiệm. Bố mẹ thì hay nói là có khi mình nở hoa ở chân mất, chân mình có 10 cái hoa chân mất. Thế nên là lúc nào cũng thấy mình đi chỗ này, đi chỗ kia, lúc nào cũng thấy mình đi hết cả. Và các bạn ở trong đội ngũ của Tuệ An thì thấy rằng khi mà Covid đóng cửa và khi mà dịch bệnh ổn, vừa mới mở cửa trở lại thì tháng này thấy đi nơi này, tháng kia thấy đi nơi kia, và không có tháng nào là không thấy bà Tuệ An đi đâu cả. Các bạn biết tại sao không? Tuệ An tin một điều rằng có những điều chân lý chúng ta sẽ chỉ thực sự thấy được khi chúng ta dám bước đi trên chính đôi chân của mình. Và mỗi khi chúng ta đến một nơi nào đó, chúng ta lại có được một góc nhìn mới mẻ hơn, chúng ta lại làm mới chính cuộc sống của mình và chúng ta lại có nhiều trải nghiệm hơn. Và ngày hôm nay sẽ kể cho các bạn nghe hai trải nghiệm tại hai quốc gia mà trong thời gian gần đây Tuệ An có đi đến. Trong thời gian gần đây, từ khi mà Covid ổn hơn và thế giới mở cửa thì Tuệ An đã có cơ hội đi đến Hàn Quốc này, Ấn Độ, Nepal, Malaysia, Myanmar. Trong tuần sau thì Tuệ An sẽ đi Indo và trong tuần sau nữa thì lại quay trở về với Hàn Quốc bởi vì có một chương trình cho cộng đồng ở đó. Thế nhưng mà ngày hôm nay sẽ chọn hai quốc gia thôi để chia sẻ với bạn trong video này. Thì quốc gia đầu tiên đó là Ấn Độ. Ấn Độ là một đất nước mà rất đặc biệt, là một đất nước mà có nơi thì cực nóng, có nơi thì cực lạnh, là một đất nước mà có rất nhiều tôn giáo, có rất nhiều ngôn ngữ khác nhau, là một đất nước mà có những sự minh triết và những sự vô minh lại tồn tại song hành với nhau, là nơi mà sự phân hóa giữa giàu và nghèo vô cùng lớn, khoảng cách của những người bình dân tầng lớp thấp của xã hội với những cái người ở tầng lớp cao thì là một khoảng cách cực lớn. Có những thành phố thì rất là hiện đại như là Mumbai, như là New Delhi, nhưng cũng có những cái vùng, những cái bang vô cùng hoang sơ, vô cùng hẻo lánh, vô cùng nghèo khó. Và khi mà đến Ấn Độ là Tuệ An không phải đến để đi du lịch, Tuệ An đến để đi hành hương. Bởi vì Tuệ An là một người Phật tử, thế nên Tuệ An đến để hành hương trở về với những cái điển tích của Đức Phật, như là nơi Đức Phật sinh ra này, nơi Đức Phật nhập Niết Bàn, nơi Đức Phật thành đạo, nơi Đức Phật cho bài pháp đầu tiên. Và ở đó có một cái nơi mà Tuệ An rất thích, mang tên đó là Bồ Đề Đạo Tràng, Bodh Gaya. Và Bồ Đề Đạo Tràng thì là nơi mà Đức Phật thành đạo. Đức Phật đã ngồi dưới cội Bồ Đề đó 49 ngày, 49 đêm, và sau đó thì Ngài đã chứng quả, đã từ Thái tử Siddhartha trở thành một vị Phật, trở thành Buddha. Và lúc đó thì đó là một cái sự kiện gọi là chấn động cả địa cầu, chấn động cả rất nhiều cõi giới. Và bạn biết không, đến giờ phút này trở lại với Bồ Đề Đạo Tràng vẫn có một cái năng lượng rất là đặc biệt. Người đến Bồ Đề Đạo Tràng thì vào mùa nào cũng đông hết cả, bởi vì đây được coi như là một cái thánh địa của Phật giáo mà. Thế nên là những Phật tử từ nhiều nước trên thế giới, từ Hoa Kỳ, từ Úc, từ Miến Điện, từ
Thái Lan, từ Việt Nam đến rất là đông. Và ở nơi này thì đương nhiên cái nơi mà mọi người sẽ thường dừng chân lại để ngồi thiền, để đi xung quanh, để chiêm bái, để lễ lạy, để ngắm nhìn, đó chính là cội Bồ Đề. Và ở cội Bồ Đề đó thì nếu như các bạn đang ngồi ở dưới cội Bồ Đề nha, mà có một chiếc lá nào đó ở trên cây rơi xuống trúng bạn, thì đó bạn được coi là một người vô cùng may mắn. Bởi vì cái chiếc lá ở cái cây Bồ Đề mà Đức Phật đã từng ngồi để thành đạo đó được coi là vô cùng linh thiêng. Và bạn biết không, vào một vài tháng trước khi mà Tuệ An đến Ấn Độ, Tuệ An đã ở Bồ Đề Đạo Tràng 3 ngày 3 đêm. Và lúc đó Tuệ An đã ngồi thiền dưới cội cây Bồ Đề này, đi vòng quanh cái khu Bồ Đề Đạo Tràng đó này. Và Tuệ An cũng đã nhặt được rất nhiều những chiếc lá vàng, lá rụng rơi xuống phía dưới. Bởi vì sao? Bởi vì lúc này Tuệ An thấy hầu hết là ai cũng muốn nhặt lá của cây Bồ Đề rơi xuống. Và Tuệ An nghĩ là chắc là có lẽ những người cộng sự của mình ở nhà, rồi những học viên của mình cũng rất thích được nhận một chiếc lá mà là của cái cây Bồ Đề mà do Đức Phật Đức Phật đã từng ngồi ở đó và sau đó thành đạo. Và thế là Tuệ An có những giai đoạn đi vòng quanh và tìm kiếm xem là những cái chiếc lá Bồ Đề già cỗi rơi xuống đó thì Tuệ An sẽ nhặt. Và may mắn cho Tuệ An là có một buổi chiều ở Bồ Đề Đạo Tràng thì trời mưa rất to. Và lúc đó trời mưa to và gió thổi rất là mạnh. Và vì thế nên là có rất nhiều lá vàng, có rất nhiều những cái lá mà đã già rồi thì đã rụng xuống. Và Tuệ An nhặt được rất nhiều những chiếc lá Bồ Đề luôn. Tuệ An tặng hết cho mọi người rồi cả nhà. Và ở đây chỉ giữ lại một chiếc lá Bồ Đề để làm kỷ niệm. Tuệ An lúc mà mang về Việt Nam là đã ép plastic lại, sau đó để thêm logo Người Gieo Hạnh Phúc vào, và sau đó tặng cho tất cả những bạn ở trong team Người Gieo Hạnh Phúc, những bạn cộng sự rất là tuyệt vời của mình. Và chỉ giữ lại một chiếc lá cho chính mình thôi. Và không biết là các bạn có nhìn rõ không, đây là một chiếc lá Bồ Đề rất đẹp. Và hình dáng của chiếc lá Bồ Đề thì nó cũng rất là đẹp, rất là đặc biệt nữa. Và Tuệ An rất thích chiếc lá này. Sau khi mà đi Ấn Độ về thì cũng là lúc mà Tuệ An cho xuất bản một cuốn sách mới, đó là cuốn sách Lặng. Và lấy cảm hứng từ những chiếc lá Bồ Đề đó, thế mà Tuệ An cũng đưa cái hình ảnh lá Bồ Đề vào trong cuốn sách Lặng của mình luôn. Nếu như những bạn nào đã đọc cái cuốn sách Lặng này rồi thì sẽ thấy nó được in màu này, và cả trong bìa ngoài, bìa trên, bìa dưới, bìa trong, bìa ngoài đều có hình ảnh lá Bồ Đề hết á. Và thậm chí là cũng có một chương đó là viết về hành trình đi đến Ấn Độ, Nepal, Ấn Độ lặng trong huyên náo, nói về những cái trải nghiệm chân thật đó, nói về những câu chuyện đời đó, nhưng sẽ có rất nhiều những bài học hay được rút ra. Và nếu có thể, các bạn cũng hãy tìm đọc cuốn sách Lặng này nhé. Và chắc chắn là các bạn sẽ yêu thích nó, bởi vì nó là một cuốn sách nhỏ thôi, nhưng nó là những câu chuyện đời, và nó đưa đến một thông điệp, đó là lặng rồi sẽ yên, yên rồi sẽ an. Hy vọng rằng sẽ có cơ duyên được trò chuyện với các bạn thông qua cuốn sách Lặng này. Và địa điểm thứ hai mà Tuệ An cũng đã đi đến thời gian gần đây, mới tháng trước thôi, Tuệ An có đi đến nơi này. Và đây cũng là một nơi mà những người Phật tử thường sẽ đến, đó là Myanmar. Myanmar thì có hơn 90% dân số là theo đạo Phật. Đạo Phật thì cũng là tôn giáo mà chính thống ở quốc gia này. Và vì thế nên Tuệ An cũng sang Myanmar trong tháng trước để có thể đến Chùa Vàng này, đến rất nhiều những cái điển tích khác để có thể cảm nhận năng lượng ở nơi đây. Và các bạn biết không, khi mà Tuệ An sang Myanmar thì nó trong một bối cảnh rất là đặc biệt. Thật ra Tuệ An cũng không biết là nó lại đặc biệt đến thế, cho đến khi mà mình bắt đầu đi thì mình cũng thấy lạ lạ. Cái lạ đầu tiên đó là lúc mà mình đặt vé máy bay thì mình nhớ là ngày xưa là Việt Nam có chuyến bay thẳng từ Hà Nội sang Yangon của Myanmar. Thế nhưng lúc đó tìm chuyến bay thẳng mãi mà không có. Thế là Tuệ An phải transit một đêm ở Bangkok và sau đó mới từ Bangkok bay đến Myanmar. Lúc này mình hỏi, ủa sao, tại sao ngắn như vậy mà không có chuyến bay thẳng nhỉ? Và sau khi mà Tuệ An bay đến Myanmar thì nhìn lại trên cái chuyến bay đó chỉ có 4 người nước ngoài thôi. Một người là Tuệ An, một người là ông xã của Tuệ An, một người bạn khác là người Đài Loan và một người bạn khác là người Thái Lan. Ủa sao chỉ có 4 người nước ngoài ở trên cái chuyến bay này vậy?
Và đến lúc mà nhập cảnh xuống dưới thì nhân viên bắt mình phải mua một cái bảo hiểm du lịch trị giá là khoảng 55 đô la Mỹ. Và bình thường thì bảo hiểm du lịch là cái thứ không bắt buộc ở những quốc gia Đông Nam Á. Mình đi Myanmar mình đâu phải xin visa đâu. Thế nên Tuệ An cũng thấy lạ vì tại sao lần này lại bắt mình phải mua bảo hiểm du lịch thì mới cho mình nhập cảnh nhỉ? Sau đó mới biết đó là ở Myanmar thì suốt quãng thời gian qua đã đang có một cuộc nội chiến cũng rất là khốc liệt, thậm chí là có súng bắn tỉa khắp nơi. Và may quá là cái đợt đó đến Yangon thì cái vùng đó lại đang có cái hiệp định ngừng bắn. Thế nên không có khách du lịch nào dám đến Myanmar vào thời điểm này cả. Tất cả mọi thứ rất là vắng lặng. Và Tuệ An lại thích cái sự vắng lặng đó. Và cũng rất là may là mình đi đến đúng cái thời kỳ mà nội chiến, nhưng mà mình vẫn có thể quay trở về Việt Nam một cách rất là an lành. Đôi khi không biết gì cả, cứ đi, nhưng mà mình cũng lại được may mắn như thế. Và nói đến Myanmar thì phải nói đến đó là những cái kiến trúc chùa tháp ở Myanmar thì rất là đẹp. Và đa phần là sẽ được dát vàng, đa phần là sẽ có rất nhiều những đá quý được khảm ở trong những cái tháp, rồi những cái bức tường ở trong cái ngôi chùa đó. Bởi vì bạn biết đấy, Myanmar là một đất nước mà rất giàu khoáng sản, đá quý, vàng bạc, nhưng đa phần là khoáng sản thô thôi. Và người dân Myanmar thì rất là tín ngưỡng đạo Phật. Họ có thể thiếu ăn, thiếu mặc, nhưng mà tiền để cúng dường, để xây chùa thì họ không bao giờ tiếc cả. Bởi vì họ coi chùa chính là một ngôi nhà thứ hai của họ. Họ có thể vào chùa, có thể ăn, có thể nằm, có thể ngồi thoải mái lắm. Và điều đó là một điều thực sự là tuyệt vời. Và đến Myanmar thì Tuệ An đã mua được một vài thứ rất là đặc biệt, sẽ chỉ cho các bạn nhé. Và Tuệ An đã mua được hai cái kiểu chuông gió như sau. Cái chuông gió đầu tiên là chuông gió đơn như thế này thôi. Và ở chùa của Myanmar các bạn, thì các bạn vào sẽ nghe thấy tiếng chuông gió rất nhiều, bởi vì ở đâu đâu cũng treo chuông gió hết. Cái chuông gió này là bằng đồng này, rất là đơn giản. Nhưng cái chuông gió này thì đẹp hơn một chút xíu. Chuông gió này là chuông gió bằng đá. Bởi vì như đã nói với các bạn rồi thì ở Myanmar họ rất giàu có về cái tài nguyên khoáng sản đá quý các loại. Thế nên Tệ An đã quyết định là sẽ bỏ tiền mua một cái chuông gió nhưng mà lại bằng đá. Và không biết các bạn có đang nghe thì tiếng chuông gió kêu không? Chuông gió này rất đẹp và Tuệ An rất thích. Có nhiều bạn thì sợ treo chuông gió trong nhà vì nghĩ là chuông gió là báo hiệu của ma. Có nghĩa là khi chuông gió kêu là sợ ma đến ấy. Ngày xưa trẻ con Tuệ An cũng hay nghĩ như thế, nhưng về sau thì biết là không phải. Và khi mà mình nghe thì tiếng chuông gió nó như là âm thanh của thiên nhiên ấy. Nó như là âm thanh của sự tỉnh thức. Và lúc đó thì nhắc nhở mình dừng lại một chút để lắng nghe. Đây là một món quà lưu niệm mà Tuệ An đã mua từ Myanmar. Chắc là ở Việt Nam thì không có cái loại chuông gió như thế này. Lần tới mà sang Myanmar thì Tuệ An sẽ mua nhiều hơn để có thể gửi tặng cho những người cộng sự của mình nữa. Nếu như bạn cũng có những cơ hội để có thể được đi, được trải nghiệm, hãy tận dụng những cơ hội đó. Còn nếu như bạn chưa có cơ hội, hãy tự tạo ra cơ hội cho bản thân. Đó là một phương châm mà Tuệ An luôn luôn nói với chính mình. Bởi vì cuộc đời này vô thường và ngắn ngủi. Đôi khi đến lúc chúng ta qua đời rồi, chúng ta đâu thể mang theo tiền bạc, đâu thể mang theo danh vọng, đâu thể mang theo thứ gì. Cái thứ mà chúng ta mang theo sẽ là những cái nghiệp mà chúng ta đã tạo ra. Và thứ mà chúng ta mang theo đôi khi sẽ là những cái trải nghiệm mà chúng ta đã có ở trong cuộc đời này. Vậy thì hãy cho phép mình có những trải nghiệm thật là vui, có thể nhìn thấy một thế giới lớn hơn, rộng mở hơn. Và thông qua những chuyến đi đó, chúng ta sẽ học được những điều thật sự là ý nghĩa. Nhưng nếu như bạn thấy mình khó đi quá, bởi vì mình còn bận con cái này, mình còn lo tiền bạc này, mình còn sợ là công việc mình không thể sắp xếp được này, thì bạn có thể xem thêm video tâm sự số 31 của Tuệ An nhé. Tuệ An có chia sẻ với bạn những bí kíp để bạn vừa có thể cân bằng công việc, sự nghiệp, chuyện gia đình, con cái, mà vẫn vừa có thể có những chuyến đi, có những trải nghiệm đặc biệt cho bản thân. Và với Tuệ An thì cũng như vậy thôi. Bản thân mình cũng phải sắp xếp và cân bằng nhiều thứ, nhưng chỉ cần ta chọn thì ta có thể làm được.
Có những chuyến đi Tuệ An đi một mình, có những chuyến đi Tuệ An đi cùng với bạn đời của mình, còn lại có những chuyến đi Tuệ An đi cùng với cả gia đình của mình, để cả mình, cả bạn đời, cả hai đứa con của mình đều có những trải nghiệm ý nghĩa. Giống như là bốn người trong gia đình của Tuệ An thì đã từng có những cái chuyến đi trải nghiệm vô cùng hay ho. Có những chuyến đi bay dù, có nghĩa là đi lên một đỉnh núi rất là cao và từ đó cả bốn người đều nhảy bằng dù lượn xuống phía dưới. Có những chuyến đi thì lại đi xuống lòng biển rất là sâu để cùng lặn biển, cùng ngắm san hô. Và lúc đó hai đứa con của Tuệ An kể lại rằng ồ, lúc mới đầu con cũng sợ lắm, lúc bay lên cao phải nhảy xuống con cũng sợ, mà lúc con phải lặn xuống sâu quá thì con cũng sợ. Nhưng cuối cùng con thấy sợ nhưng mà sướng. Vậy thì chính những cái trải nghiệm của chúng ta có thể truyền được động lực đó cho con cái của mình. Và cuối cùng Tuệ An nhận ra rằng bằng một cách nào đó vô hình hoặc hữu hình, con cái sẽ bắt chước, sẽ copy y chang cái phong cách sống của chúng ta. Mặc dù có thể nó nhìn thấy trực tiếp hoặc không đi chăng nữa, thế nhưng nếu như bạn là một người sống tử tế, sống một đời sống ý nghĩa, giàu trải nghiệm, bạn cũng sẽ truyền được điều đó cho chính những đứa con của mình. Và nếu như vậy thì chẳng phải là một điều rất tuyệt sao? Hãy bước đi nhé, và hãy trân trọng từng giây phút mà bạn đang được sống, được trải nghiệm trong cuộc đời này. Hẹn gặp lại bạn vào số video Ngày Bình Yên sau nhé, để Tuệ An có cơ hội được chia sẻ thêm với bạn một vài những trải nghiệm hay ho trong cuộc sống.